Cảnh sát Pháp hôm qua đã bắt giữ hai thanh niên bị cáo buộc âm mưu tiến hành một vụ tấn công tại nước này trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vòng 1 sắp tới. Các nghi can ở độ tuổi 23 và 29 đã bị các nhân viên tình báo Pháp bắt giữ tại thành phố Marseille, miền nam nước Pháp, cùng với súng và vật liệu chế tạo bom. Một trong hai đối tượng đã cải sang đạo hồi trong thời gian ngồi tù. Vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài ngày trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vòng 1 vào ngày 23 tháng 4 tới. An ninh đã được tăng cường trên toàn nước Pháp. Bộ Nội vụ Pháp thông báo, ngoài lực lượng chống khủng bố, hơn 50.000 cảnh sát và hiến binh sẽ được huy động để bảo đảm an ninh. Hồi tháng 3 vừa qua, cảnh sát Pháp cũng đã bắt giữ 19 đối tượng tình nghi âm mưu tấn công khủng bố.